Bây giờ mấy dấu hiệu này nha quý vị. Như tâm tâm bình đẳng hướng thượng, cái tim đó là cái tâm của mình là học Phật, học cái công thức của Phật, đó là vậy. Là nó khác một đánh giá một chút, thêm trái tim nữa một chút. Đánh giá đó là hồi xưa bên Âu Châu á, là tử tử hình mỗi người cho nó lẹ đó, và cắm một cái cây xuống đất rồi căng hai tay vậy thôi, chứ nó chỉ là dấu hiệu của người thế gian để mà hành hình những tù nhân. Hôm nay Chúa chọn đàng hoàng nha, dấu này lịch sự hơn là trái tim của mình rồi. Bình đẳng và hướng thượng, cái này dấu thập giống như hồng thập từ đỏ, cho nên khi ai làm á thì nó phải là bằng nhau, chứ cái này mà dài xuống một chút, nếu mà người Công giáo thích làm xuống dài một chút cũng không sao hết. Cái dấu này ở trên trời có hội đồng chư Phật, hội bên thánh, bên Bồ Tát, các chư thiên, chư thần, thiên long bát bộ đều gia hộ dấu này, cả ông Mohammed bên Hồi giáo nữa. Thì ai đeo dấu dấu này á, là ở thời đại này á, là rất là màu nhiệm, được che chở qua hết tất cả bệnh tật và mọi thứ xui xẻo.